Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp bài 11 trong chương trình địa lý lớp 9, đó là bài các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung, đó là nội dung thứ nhất các nhân tố tự nhiên, nội dung thứ hai đó là các nhân tố kinh tế xã hội. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về các nhân tố tự nhiên trước. Theo em, sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên giúp gì cho công nghiệp nước ta? Sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên sẽ tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành. Vậy thì theo em, những cái nhân tố nào của tự nhiên có tác động đến phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta? Như ở bài số 7 chúng ta đã tìm hiểu qua về những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp đó. Các em có còn nhớ đó là những nhân tố tự nhiên nào hay không nè? Nhân tố thứ nhất đó là địa hình, rồi kế đến đó là khí hậu, sông ngòi, đất đai, sinh vật. Và ngoài các nhân tố đó ra còn có thêm một cái nhân tố nữa đó là khoáng sản. Và với công nghiệp thì cái nhân tố tự nhiên khoáng sản này nó có một cái vai trò hết sức quan trọng, có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp. Khoáng sản được chia ra làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất đó là nhóm khoáng sản nguyên liệu gồm than, dầu mỏ và khí đốt. Nhóm thứ hai đó là nhóm khoáng sản kim loại gồm sắt, mangan, rôm, thiếc, chì, kẽm. Và nhóm khoáng sản thứ ba đó là nhóm khoáng sản phi kim loại gồm apatit, pyrite, phosphorite. Và nhóm khoáng sản thứ tư đó là vật liệu xây dựng như là sét, đá vôi, xi măng, vân vân. Ngoài khoáng sản ra thì thủy năng của sông suối, tức là sức chảy của những con sông ở vùng núi á, đó cũng là một cái cơ sở để phát triển ngành công nghiệp. Bên cạnh đó thì các nguồn tài nguyên đất nước, khí hậu, rừng, nguồn tài nguyên sinh vật cũng là cơ sở để phát triển và phân bố các ngành công nghiệp. Và tiêu biểu đó là ngành tiêu biểu đó là khoáng sản nhiên liệu là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp năng lượng, mà điển hình đó là thủy điện và nhiệt điện, và ngoài ra còn có ngành công nghiệp hóa chất nữa. Và với khoáng sản kim loại, đây là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu. Và với khoáng sản phi kim loại sẽ tạo điều kiện cho công nghiệp hóa chất phát triển. Và với cái vật liệu xây dựng, đây là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó thì thủy năng của các con sông suối cũng là cơ sở để chúng ta phát triển ngành công nghiệp năng lượng, tiêu biểu đó là thủy điện. Ngoài ra cái nguồn tài nguyên đất nước, khí hậu, rừng, nguồn lợi về sinh vật là cơ sở để chúng ta phát triển ngành nông lâm ngư nghiệp. Và từ các nguyên liệu của ngành nông lâm ngư nghiệp sẽ tạo điều kiện cho ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản phát triển. Như vậy đây là cái sơ đồ về vai trò các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. Và các cái nguồn khoáng sản mà từ nãy giờ cô kể tên cho các em như là than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, mangan, rơm, thiết, đồng, chì, kẽm, vân vân. Đây là những cái loại khoáng sản mà có trữ lượng lớn ở nước ta. Tiếp theo đây chúng ta sẽ quan sát một cái lược đồ khoáng sản Việt Nam, và dựa vào lược đồ này chúng ta sẽ kể tên các nguồn khoáng sản có ở nước ta cũng như là xác định sự phân bố của các cái khoáng sản này trên lược đồ. Đầu tiên chúng ta theo dõi cái bảng chú giải nè. Than được ký hiệu là một cái hình vuông tô đen. Than được phân bố phần lớn là ở phía bắc lãnh thổ nước ta, mà nơi mà tập trung có nhiều than nhất đó là Quảng Ninh. Ngoài Quảng Ninh ra thì than còn có ở Thái Nguyên, có ở Thanh Hóa và có ở Quảng Ngãi nữa, nhưng mà nơi mà có nhiều than nhất ở nước ta đó là Quảng Ninh. Và đây là than anthracite.
Ngoài than ra thì chúng ta còn than anthracite ra thì chúng ta còn có than bùn, than nâu. Thế thì than bùn được ký hiệu là một cái hình vuông nhưng được tô đen có một nửa thôi. Đây đây là ký hiệu của than bùn nè. Than bùn được phân bố phần lớn là ở vùng đồng bằng Nam Bộ, mà chính xác đó là ở Cà Mau. Tiếp theo đó là chúng ta theo dõi tiếp nè, dầu mỏ được ký hiệu là một cái hình than cân màu đen, còn khí đốt được ký hiệu là một cái hình than cân không có tô, là màu trắng. Thì chúng ta thấy hai loại khoáng sản này được phân bố ở thềm lục địa phía Nam thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của nước ta. Ngoài ra thì khí đốt không chỉ có ở Bà Rịa Vũng Tàu mà còn có ở Thái Bình. Có ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đây chúng ta quan sát, đây là huyện Tiền Hải nè. Tiếp theo đó chúng ta thấy cái khoáng sản kế tiếp đó là sắt. Sắt được ký hiệu là một cái hình tam giác tô đen. Chúng ta thấy cái hình tam giác tô đen có nhiều trên lãnh thổ nước ta, nhưng phần lớn tập trung là ở các tỉnh phía Bắc, tiêu biểu đó là Hà Giang nè, rồi đến Lào Cai nè, đến Yên Bái nè, mà đặc biệt là Thái Nguyên. Thái Nguyên là nơi có cái trữ lượng sắt lớn ở nước ta. Tiếp theo đó là ở Hà Tĩnh cũng có sắt nữa nè. Và chúng ta sẽ theo dõi tiếp cái khoáng sản kế tiếp đó là mangan. Mangan ở nước ta có ở Cao Bằng và Tuyên Quang, và Cao Bằng là nơi có nhiều nhất. Và ngoài ra chúng ta xem tiếp titan. Titan ở nước ta là có ở Bắc Cạn. Và kế đến đó là khoáng sản rhôm. Đây rhôm có nhiều ở Cổ Định và Thanh Hóa. Tiếp theo đó là bauxit được ký hiệu là AL. Thì bauxit ở nước ta có nhiều ở Tây Nguyên, Kon Tum, Đắk Lắk nè. Rồi ngoài Tây Nguyên ra thì còn có ở các cái tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ nữa. Và tiếp theo đó ở phía Bắc thì chúng ta cũng thấy có bauxit nè, tập trung ở Cao Bằng và Lạng Sơn. Ngoài ra chúng ta còn thấy thiết. Thiết chúng ta thấy là có ở tỉnh Túc, Cao Bằng và Tuyên Quang. Thiết đây, tỉnh Túc, Cao Bằng và Tuyên Quang. Và tiếp theo đó là đồng, chì, kẽm, vàng. Chúng ta thấy vàng nước ta cũng có nữa nè ha. Vàng ở Sơn La nè. Chúng ta thấy vàng ở Sơn La và ở Quảng Ngãi cũng có nữa nè. Còn đồng thì có ở Lào Cai và Sơn La. Như vậy đây là một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn ở nước ta. Như vậy nói tóm lại là nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta rất đa dạng. Đây là cơ sở nguyên liệu nhiên liệu để phát triển nhiều ngành công nghiệp. Và các nguồn tài nguyên mà có trữ lượng lớn thì nó có ý nghĩa gì đối với việc phát triển công nghiệp ở nước ta? Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn, đây là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm. Và sự phân bố của các loại tài nguyên khác nhau sẽ tạo nên thế mạnh công nghiệp khác nhau của từng vùng và tiêu biểu. Như khi nãy cô nói là ở các tỉnh phía Bắc của nước ta mà tiêu biểu đó là vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, là nơi mà tập trung nhiều khoáng sản nhất ở nước ta. Thì như vậy thì ở Trung du miền núi Bắc Bộ có thế mạnh là sẽ có điều kiện dễ dàng để phát triển ngành khai thác nhiên liệu như là than nè. Và ngoài than ra thì sức chảy của các cái con sông ở cái vùng Trung du miền núi này còn phát triển ngành thủy điện. Than là cái cơ sở để phát triển ngành công nghiệp nhiệt điện. Tiếp theo đó là Trung du miền núi Bắc Bộ còn có rất nhiều khoáng sản như là sắt, đồng, chì, kẽm mà cô vừa nêu khi nãy á. Đây là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu. Bên cạnh đó thì còn phát triển ngành công nghiệp hóa chất, vì nơi đây có những cái khoáng sản phi kim loại tiêu biểu đó là Lào Cai có apatit đó, đó là cơ sở để phát triển ngành sản xuất phân bón cũng như là hóa chất cơ bản. Còn ở vùng Đông Nam Bộ thì sao? Ở vùng Đông Nam Bộ thì chúng ta thấy ở Bà Rịa Vũng Tàu có cái trữ lượng dầu mỏ khí đốt rất lớn. Đây là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu. Và ngoài ra thì ở Đông Nam Bộ còn phát triển thêm ngành công nghiệp hóa chất nữa, ngành hóa dầu.
Còn ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, ngoài than bùn và than nâu ra thì ở hai vùng này còn có thêm sét cũng như là đá vôi, xi măng. Đây là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu qua về các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về các nhân tố kinh tế xã hội. Theo em thì các nhân tố kinh tế xã hội nào có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp các em? Ở bài 7, hồi nãy cô có nhắc tới là chúng ta đã tìm hiểu qua các nhân tố kinh tế và các nhân tố xã hội và các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phát triển của các ngành kinh tế. Đó là những nhân tố nào các em? Có 4 nhân tố. Nhân tố thứ nhất đó là dân cư và nguồn lao động. Nhân tố thứ hai đó là cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng. Nhân tố thứ ba đó là chính sách phát triển công nghiệp. Và nhân tố thứ tư đó là nhân tố thị trường. Như chúng ta biết, nước ta là một nước đông dân. Và hiện nay nước ta có hơn 96,2 triệu dân, do đó cái nguồn lao động nước ta rất là dồi dào, và nguồn lao động nước ta có một cái ưu điểm là luôn chăm chỉ, cần cù, có khả năng tiếp thu thành những cái khoa học kỹ thuật, và đặc biệt là giá nhân công của nước ta tương đối rẻ hơn so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Điều này đã thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Và cũng là một nước đông dân nên thị trường tiêu thụ hàng hóa ở nước ta rất là rộng lớn, và chính vì vậy mà đây cũng là một trong những nguyên nhân thu hút sự đầu tư của nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cái nguồn lao động của Việt Nam có một vài cái hạn chế, đó là hạn chế về thể lực và hạn chế về trình độ chuyên môn. Đây là những kiến thức mà chúng ta đã học qua ở bài 2 và bài 4 rồi, có không nè? Tiếp theo đó là cơ sở kỹ thuật và cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng. Thì nhìn chung cái trình độ công nghệ của ngành công nghiệp nước ta đó còn thấp, cái hiệu quả sử dụng thiết bị chưa cao ở mức tiêu hao năng lượng và nguyên vật liệu còn lớn, và cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đồng bộ và chỉ phân bố tập trung ở một số vùng. Và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, cung cấp điện nước vân vân đang từng bước được cải thiện, và nhất là ở các vùng công nghiệp trọng điểm. Nhân tố thứ ba đó là chính sách phát triển công nghiệp. Chính sách phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay đã thay đổi qua nhiều thời kỳ, có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển và phân bố công nghiệp, trước hết là chính sách công nghiệp hóa và các chính sách đầu tư phát triển công nghiệp. Và các cái chính sách công nghiệp ở nước ta hiện nay là gắn liền với phát triển kinh tế nhiều thành phần, đổi mới cơ chế quản lý. Và cái nhân tố thứ tư đó là nhân tố thị trường. Như vậy thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển công nghiệp của nước ta? Công nghiệp chỉ có thể phát triển khi chiếm lĩnh được thị trường, và hàng công nghiệp nước ta có một cái thị trường tiêu thụ khá là rộng lớn, tuy nhiên đang bị cạnh tranh bởi hàng ngoại nhập. Bên cạnh đó thì thị trường ngoài nước cũng đang được mở rộng, nhưng mà hàng của nước ta còn hạn chế về mặt chất lượng và mẫu mã. Như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua về các nhân tố tự nhiên cũng như các nhân tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau trả lời hai câu hỏi trong sách giáo khoa ở trang 41. Đó là câu hỏi thứ nhất. Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và các nhân tố kinh tế xã hội tương ứng với các yếu tố đầu vào và các yếu tố đầu ra có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Như vậy cô nhắc lại câu hỏi này là hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và các nhân tố kinh tế xã hội tương ứng với các yếu tố đầu vào và các
yếu tố đầu ra có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Như vậy, chúng ta biết là muốn phát triển một cái ngành công nghiệp thì đầu tiên chúng ta cần phải có những gì? Thứ nhất là chúng ta phải có nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để chúng ta phát triển cái ngành công nghiệp đó. Thế nhưng mà có nguyên liệu, nhiên liệu không chưa đủ, chúng ta cần phải có cái nguồn lao động. Cái người người mà đứng sẵn ra sản xuất đó chính là cái nguồn lao động. Nhưng mà nếu có nguồn lao động dồi dào, nếu có nguồn nguyên liệu dồi dào mà chúng ta không có vốn đầu tư vào cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng thì như vậy chúng ta cũng không thể phát triển được các ngành công nghiệp. Như vậy thì những cái yếu tố như là nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, nguồn lao động, vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở vật chất, kỹ thuật, đó là yếu tố đầu vào. Khi chúng ta phát triển một cái ngành công nghiệp nào đó tiêu biểu như là ngành chế biến lương thực, thực phẩm, chúng ta tạo ra một cái nguồn hàng hóa nhiều, nguồn hàng hóa lớn, thì chúng ta cần phải có nơi tiêu thụ. Vậy thì cái yếu tố đầu ra đó chính là gì các em? Đó là thị trường. Và như vậy bao gồm có thị trường trong nước và thị trường ngoài nước. Như vậy là chúng ta đã trả lời xong câu hỏi thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua đến câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai, hãy phân tích ý nghĩa của sự phát triển nông lâm ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Ý nghĩa của việc phát triển nông lâm ngư nghiệp đối với các ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là nó tạo ra nguồn hàng nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, ví dụ như là mía cho công nghiệp mà đường mía, chè, cà phê cho công nghiệp chế biến chè, cà phê, thịt bò, sữa bò là cơ sở để phát triển cho là cái nguồn nguyên liệu cho cái ngành sản xuất thịt hộp, đồ hộp, hoặc là cá tôm là cái nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Việc phát triển các vùng chuyên canh trong nông lâm ngư nghiệp sẽ tạo điều kiện cho công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phát triển ổn định và có điều kiện đa dạng hóa các sản phẩm. Đó là toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay. Vừa qua cô và các em đã tìm hiểu qua nội dung bài số 11 trong chương trình địa lý lớp 9. Các em chép bài cho cô. Đây là phần nội dung bài của chúng ta đó. Tiếp theo đó các em sau khi chép bài xong rồi thì các em học bài và xem trước cho cô cái nội dung bài số 12, đó là sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp. Như vậy bài học ngày hôm nay đến đây là hết. Cô xin tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau các em nhé.